Dạ vâng, với câu hỏi của bạn Ngọc Bích thì đó cũng không chỉ là cái mối quan tâm của bạn mà cũng rất là nhiều các bệnh nhân ung thư vú, thể tam âm lo lắng. Thì với ung thư vú thì các nhà khoa học thấy rằng là có một tỷ lệ nhất định là có một cái tỷ lệ là di truyền, tức là chúng ta có thể hiểu là di truyền từ bố sang con hoặc là di truyền từ mẹ sang con. Và các nhà khoa học cũng nhận thấy rằng là trong các cái phân nhóm của ung thư vú thì có cái ung thư vú thể tam âm là có một cái tỷ lệ di truyền cao hơn là so với các phân nhóm khác. Tuy nhiên là chúng ta cũng có thể hiểu được rằng là không phải tất cả các cái nhóm đối tượng bệnh nhân ung thư vú thể tam âm thì đều có cái nguy cơ là di truyền sang các cái thế hệ sau, mà người ta thấy rằng là chỉ dao động trong khoảng tầm 10 năm tới khoảng 20% các bệnh nhân ung thư vú thể tam âm là có cái mang cái đột biến gen BRCA là có khả năng mà di truyền sang các thế hệ sau. Và các bác bệnh nhân cũng hoàn toàn là yên tâm rằng là không phải là tất cả các cái nhóm mà bệnh nhân mà được chẩn đoán là ung thư vú mang cái gen đột biến gen BRCA thì đều là có thể hình thành những ung thư vú, mà các nhà khoa học người ta thấy rằng là những cái nhóm bệnh nhân có mang cái đột biến gen BRCA thì có nguy cơ hình thành những bệnh ung thư cao hơn là các cái nhóm bệnh nhân không mang cái gen đột biến gen BRCA thôi. Và không phải là tất cả các bác mang cái gen đột biến này đều hình thành những ung thư, nên là chúng ta cũng không quá lo lắng. Và hiện tại thì cũng có các cái chương trình sàng lọc tập trung vào những cái nhóm đối tượng bệnh nhân ung thư vú tam âm nhưng có đối tượng nguy cơ cao, thì sẽ có các cái chương trình sàng lọc phát hiện sớm ung thư tùy theo những cái đặc điểm về sinh học, về di chuyển của các bác, mà chúng tôi có những cái khuyến cáo cụ thể thôi, chứ không phải là tất cả các cái nhóm bệnh nhân tam âm thì đều là xếp vào cái nhóm đối tượng nguy cơ cao ạ.